ơi, tao khát quá. Sáng nay thì em đi làm sớm xong rồi tao quên luôn chai nước ở nhà. Bây giờ phải làm nào? Hay là tìm quán quẩy nóng sữa đậu nào ăn uống tạm nhá. Này, ở kia có cô bán nước kìa, đi. Bán nước ngọt hả? Không. Cô bán trà chanh, trà sữa. Nhưng mà hôm nay hết trà sữa rồi, chỉ còn trà chanh thôi. Nhà cô pha ngọt lắm. Kỳ lạ thật. Vâng, thế cho cháu một cốc trà chanh. Của cháu hết bao tiền hả? Của cháu 20.000. Đây, ống hút đây. Đây ạ. Cho cháu thêm một cái ống hút đi. Hai ống hút à? Vâng. Đây. Mai lại đến đây uống trà sữa cho cô nhá. Trà sữa nhà cô là ngon lắm. Nhưng bởi vì hôm nay cô làm ít mà đông khách quá nên nó hết rồi. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Thế nhá. Ngon phết mẹ. Tại tao thấy mày không hứng thú nên là tao chỉ mua một cốc uống thử thôi. Hay bây giờ tao quay lại tao mua cho mày nhá. Quái lạ, còn chưa đến một phút mà đã mất tích rồi. Chả nhẽ cô ấy đổi địa điểm bán nhanh thế. Hay là mai tao mua cho mày nhá. Mà Trang này, rõ ràng tao với mày ngày nào cũng đi làm sớm mà tao chưa bao giờ thấy cô ấy bán trà sữa hay là bán trà chanh ở đây. Ôi, biết tìm cô ấy ở đâu mà mua bây giờ. Dạ vâng ạ. Được rồi, anh cứ yên tâm. Cái đó ngày mai em sẽ xử lý cho anh, đơn giản mà. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em chào anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ. Cô bán trà sữa lúc sáng mà. Sao mà tối muộn đến này vẫn còn bán nữa nhỉ? Cô ơi. Úi trời, giật cả mình. Chào cháu. Lại là cháu à? Dạ vâng ạ, cô còn trà sữa không ạ? À, cô còn một hộp thôi. Thế ạ. Đây, của cháu đây. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô còn trà chanh không? Cô cho cháu lấy hết, bao nhiêu cháu cũng lấy hết ạ. Tại vì nay nhà cháu hơi đông trẻ con, cháu mua về cho chúng nó ạ. Cô hết mất rồi. Hôm nay cô phà có một ít rồi. Nhưng mà vừa nãy cháu thấy trong thùng vẫn còn nhiều lắm mà. À, mấy cái hộp này có người đặt hết rồi. Cháu muốn uống, mai cô bán cho nhá. Thế ạ, vâng, thế vậy cho cháu gửi tiền cô với ạ. Của cháu 20.000. Cháu gửi ạ. Mai lại uống cho cô nhá. Dạ vâng ạ. Còn khoa một tiếp 20.000. Rồi, cảm ơn nhé, bye bye. Những cốc đó là như thế nào? Và bà ta đã sắp xếp những ly trà sữa đặc biệt đó một cách rất dễ dàng. Anh ơi, anh ơi, em bảo này. Này, anh thông thuộc đường đây đúng không? Thôi nhìn biết là biết thông thuộc rồi. Cho em hỏi, nhà kia ông Tú mà bán bọc quả bòn bon ấy, mà hay gọi là Tú Bon mà nhìn người như thằng nghiện ấy. Tú nào giờ? Tú xóm 10, xóm 12 đây, xóm 10 bên này. Tú 12 đi bên này. Không, nhưng mà anh lên đây bảo này. Nhưng mà từ cái nhà này đến cái nhà này là tổ 12 đúng không? Đấy, nhưng mà là Tú xóm 10 đi đường này và xóm 12 đi đường này, hỏi mãi thôi. Nhưng mà em đang tìm Tú
ở tổ 15 mà. 15 thì đến 15 mà hỏi 10 hay 12 nhờ? Tự dưng anh bảo 10 hay 12 thì tự dưng để em đi tìm còn hơn là đi hỏi anh. Vớ vẩn hả vẩn? Chào cô. Đã chiều muộn như thế này rồi, đường lại ít người qua. Cô còn bán trà sữa cho ai ở đây ạ? Còn anh nữa. Chẳng hiểu làm sao mà mỗi lần đi mua trà sữa lại tốn đến cả 150 bạc thế kia nhỉ? Cậu hay mua nhiều. Mới cả mấy lần trước cậu thiếu cô, hôm nay cậu trả luôn cả thể mà. Cô là người bán trà sữa rong. Cháu đang tự hỏi là anh ta phải như thế nào thì cô mới cho nợ nhiều như thế. Mà theo như cháu thấy, anh ta mua nhiều như thế, tại sao cô không đến tận nhà để lấy hả? Rách miệng, không liên quan đến cô. Anh là ai? Anh muốn gì? Là đàn em của tôi. Người sẽ trực tiếp đưa anh và bà ta lên đồn công an đấy. Anh không nhớ tôi à? Tôi chính là người đã tiếp cận anh hỏi đường hôm bữa mà. Là cô? Hóa ra là cô cố tình sắp xếp để lừa tôi à? Chính xác rồi. Tôi có nhiều nghi ngờ lắm. Chẳng ai đi mua trà sữa mà lúc nào cũng cầm mấy trăm nghìn cả. Hơn nữa, mỗi lần anh uống trà sữa xong, biểu hiện của anh là mắt lờ đờ, còn đỏ, đi thì siêu vẹo. Hôm trước tôi cố tình tiếp cận anh để hỏi đường, là để lấy được mẫu trà sữa này mang đi xét nghiệm. Và kết quả xét nghiệm là dương tính với chất cấm. Mọi hành vi buôn bán chất cấm cũng như là sử dụng chất cấm của hai người ấy đã đều được tôi phát hiện và ghi lại rất rõ nét rồi. Còn anh có oan hay không ấy, cứ lên đồn công an, họ sẽ test que ba chân cho anh, lúc đấy là sẽ ra thôi mà. Buông ra. Đi thôi. Bỏ tôi ra. Nghĩ cũng lạ. Này, mà sao mày biết là bà ta bán hàng có chất cấm đấy? Thế mày không nhớ lần đầu tiên gặp bà ấy à? Tao đã cảm thấy lạ rồi. Chả có ai sáng sớm tinh mơ người ta đi bán trà sữa cả. Mà còn khó hiểu hơn nhá. Bán ở cái nơi vắng vẻ không một bóng người đi qua nữa. Mà rõ ràng trường học với cả chợ thì ngay gần đấy. Tại sao không bán? À đấy, nhắc mới nhớ. Cái hôm đấy đi làm về tối muộn, tao cũng thèm trà sữa, định mua hết cho bà để cho bà nghỉ ngơi. Thế mà nhất quyết không bán nhá. Buồn cười như thế. Ai bán hàng tối muộn rồi chỉ mong bán hết để về nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà nhất định là không bán cho tao. Đơn giản dễ hiểu thôi. Lúc đấy là chờ thắng, cố tình bán dàn trải ra để che mắt thiên hạ. Che mắt người khác chứ sao nữa. Mà tao còn biết nhá, những cái cốc trà sữa nào pha chất cấm ấy, cái cốc đặc biệt ấy là bà đánh dấu màu cam đấy. Nhưng mà thật sự thì trà sữa bà cũng ngon thật. Thì tao cũng có tìm hiểu rồi, thì được biết là ngày xưa bà ấy cũng có đi bán trà sữa rong, nên là cũng có chút tay nghề. Nhưng mà tham lam quá nên là mới cho chất cấm vào trà sữa. Đúng là mong làm giàu hạn thần thật ấy. Ôi này, có thêm bài báo về vụ bà Dung bán trà sữa pha chất cấm này. Nhờ nghiệp vụ điều tra lấy lời khai, cơ quan chức năng phát hiện ra thêm nhiều mắt xích khác, bắt thêm các đối tượng còn lại trong đường dây bán trà sữa pha chất cấm. Chính ra ấy, cơ quan chức năng cứ thanh lọc mấy cái người bán hàng chất cấm, cũng như là thanh lọc mấy cái sản phẩm kém chất lượng thì xã hội may ra tốt. Vậy thì tao với mày lại càng yên tâm uống trà sữa. Này, mày chưa biết sợ à? Chưa. Sữa một năm. Nhưng mà từ sau khi tao biết cái vụ này nhá, là tao sợ uống trà sữa luôn ấy. Công nhận càng ngày cái mánh khóe với cả thủ đoạn của mấy cái bọn này càng ngày càng tinh vi ấy. Nhưng mà làm sao mà có thể để một con sâu làm rầu nồi canh như thế. Tao vẫn thích trà sữa. Trà sữa vẫn là một năm. Đúng là cái món mày yêu thích có khác. Văn chương thế. Nhưng mà tao thấy sợ quá. Đặt thêm trà sữa về uống cho bớt sợ. Ok, trà sữa, đặt luôn. Yeah.
Cô ơi, cô làm sao không ạ? Bác Xuân, sao bác lại đi chợ một mình thế này? Vợ chồng Thắng My đâu mà bác làm sao thế ạ? À Bì đấy à? Ôi bác bị đói bụng nên là hơi bị choáng một tí. Làm thế nào nhỉ? Cháu có mỗi chai nước thôi, bác uống tạm nhá, xong rồi cháu chạy sang kia mua cho bác cái bánh. À thôi thôi, không phải mua bánh đâu, để bác uống nước cũng được. Để cháu gọi điện cho anh Thắng xem là đi đâu để bác đi chợ một mình lại có xách đồ nặng như thế này nữa. Alo, anh Thắng à? Anh đi đâu mà để mẹ một mình vậy? Dạ vâng, anh gặp bác nhá. Ừ, mẹ đây. Ôi, mẹ thấy ở nhà thiếu mấy thứ nên là mẹ đi mua thêm. Tại mẹ bị đói bụng nên là nó hơi choáng tí thôi. Mẹ ngồi một lát rồi hết ngay mà. Ừ, được rồi, con không phải lo đâu, mẹ về ngay đây. Thôi, bác thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cháu vì chai nước nhá. Bác phải đi về đây. Hôm nào rảnh thì nhớ sang nhà bác chơi nhá. Bác có về được không ạ? Hay để cháu đưa bác về, à, sang kia ăn đã nhá. Thôi thôi thôi, không phải ăn, bác uống là xong rồi. Giờ bác còn về tranh thủ cơm nước một tí chúng nó về nhá. Dạ vâng ạ, để cháu đợi bác. Mẹ ơi, sao mà có mỗi một chỗ mà mẹ cứ lau mãi như thế? Mẹ lau mòn bàn nhà tôi đi à? Không phải, mẹ thấy cái vết này nó bẩn quá nên là mẹ lau kỹ cho nó hết. Thế ý của mẹ nói là trong cái nhà này tôi làm cái gì cũng bẩn hết à? Không, mẹ không có cái ý đó. Mà tôi bảo là mẹ ở trong nhà mẹ đừng có đi lung tung, đừng có làm cái gì nữa. Mẹ chỉ cần ngồi thôi. Xong rồi bây giờ anh Thắng về, thấy mẹ làm này, lại nói là tôi bắt nạt, bắt mẹ làm các thứ. Con ơi, mẹ ngồi yên một chỗ ấy, nó buồn chân buồn tay lắm nên là mẹ mới làm giúp con một tí việc ấy mà. Với lại ở quê á, mẹ làm mãi có làm sao đâu. Mẹ đừng nhắc cái chuyện ở quê nữa. Mà cái váy con treo ở bếp ấy, mẹ có thấy đâu không? À, cái váy trắng đấy mẹ mang đi giặt rồi. Mẹ giặt bằng cái gì đấy? Mẹ giặt bằng tay. Mà mẹ bảo này, có cái vết bẩn ý, mẹ vò mãi nó không sạch nên là mẹ đổ một ít thuốc tẩy. Với lại mẹ cho bàn chải và mẹ chải thế là hết luôn. Mẹ có biết là cái váy nó đắt như nào không? Mà mẹ cho thuốc tẩy, xong rồi mẹ còn lấy bàn chải mẹ chải như thế, hỏng cả váy của con làm sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Tại vì mẹ thấy cái vết ý, nó bẩn quá, vò nó không sạch ý. Hai mẹ con có chuyện gì mà cãi nhau to tiếng thế? Em bảo là mẹ ở nhà chỉ có việc nghỉ ngơi thôi, mẹ không cần phải làm gì cả, mọi thứ để em làm. Thế mà mẹ cầm váy của em đi mẹ giặt, thế là hỏng cả váy của em rồi. Mà em nói mẹ có một tí mà mẹ đã tỏ thái độ khó chịu ra rồi. Mẹ ơi, vợ con nói đúng rồi đấy. Bây giờ việc nhà mẹ không cần phải lo đâu, cứ để vợ con làm cho. Việc của mẹ bây giờ là phải nghỉ ngơi. Mẹ ạ, tất cả mọi việc trong nhà ấy, mẹ không cần phải làm gì cả. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Còn nấu nướng bếp núc, vận làm con dâu như con ấy thì con sẽ làm. Thôi được rồi, mẹ để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi nhé. Thôi, để mẹ nấu cho xong bữa ăn đã. Thôi không cần đâu ạ, mẹ cứ lên nghỉ ngơi đi, rồi nấu nướng cứ để con làm cho. Cháu chào ba. Ngồi đi, để bác vào lấy nước cho uống nhá. Dạ. Mẹ, chuyện đấy mẹ cứ để Bi làm cho. À, vâng, thôi mẹ cứ ngồi đi, con vào có lấy nước cho. Thôi, con cứ ngồi xuống đây, hai đứa ngồi nói chuyện với em nó, mình mẹ vào lấy được rồi. Đấy, em bảo để em làm cho, mà mẹ cũng chả chịu gì cả. Vì này, em không phải diễn nữa đâu, diễn nhiều quá mệt lắm. Em sợ là chị với anh Thắng phát hiện ra bộ mặt độc ác, giả dối của em à? Chị nói cái gì? Từ nãy giờ em không có hiểu. Trang, em đang nói gì đấy? Xấu xa với giả dối gì? Anh không hiểu. Anh Thắng này,
Anh chơi với em bao nhiêu năm nay, anh thừa hiểu tính em. Em sẽ không đặt điều cho người khác nếu như không biết sự thật, có đúng không? Em biết là chị không thích em, nhưng mà chị Abi này, tội lăng mạ và vu khống người khác ấy, là phải đi tù đấy. Ok, nếu như em nói là tội lăng mạ và vu khống người khác thì sẽ phải đi tù, thế thì chị hỏi em nhá, bạo hành, sỉ nhục, bỏ đói mẹ chồng thì có bị đi tù hay không? Con ơi, bác xin con đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện này để bác tự giải quyết. Bác không sao thật mà, con uống nước đi. Em đang nói gì đấy? Hành hạ với cả đánh đập mẹ chồng là sao? Em đang nói ai đấy? Anh Thắng, em thật sự thất vọng về anh đấy. Em cứ nghĩ là anh đưa mẹ dưới quê lên là sẽ cho mẹ một cuộc sống yên ấm, nhưng không ngờ mẹ anh bây giờ lại trở thành ô xin cho vợ anh mà anh không hề hay biết. My, chuyện này là sao? Này, chị nói nhảm đủ rồi đấy. Thôi chị đi về cho. Bác xin con đừng nói nữa con. Được rồi, đến nước này thì tôi cũng không chịu nổi cô nữa rồi. Nói nhảm đúng không? Anh Thắng gọi cho tôi vài hôm trước kể về chuyện mình đón mẹ lên ở cùng với hai vợ chồng cô, không muốn mẹ ở dưới quê vất vả một mình. Mấy lần tôi cũng định qua thăm bác nhưng vì công việc bận rộn nên chưa thể đến. Nhưng đúng là do ông trời sắp đặt, thật tình cờ tôi lại thấy cô và bác Xuân, hai người đi chợ và đã chứng kiến toàn bộ sự việc cô đối xử với bác. Mẹ làm cái gì mà lề mề đấy? Không đi nhanh được à? Ừ đây, mẹ đang đi đây mà. Rồi à, sao tí đồ không xong, đổ lên đổ xuống. Này mẹ ơi, mẹ 60 tuổi chứ có phải là 5 tuổi đâu mà suốt ngày thấy mẹ ngã thế nhở? Mẹ xin lỗi, tại mẹ đói quá. Thôi, mày đứng dậy đi đi. Để ma này mẹ nữa. Không kìa, thế không định đi về à? Hay là có định của em cả đấy? Ừ, mẹ về ngay đây. Bác Xuân, để cháu đỡ cho. Thôi được rồi. Bác đi với My à? Cháu thấy người vẽ này giống My lắm. À không, không phải đâu. Bác đi một mình. Thôi, bác đang vội, bác về trước nhá. À, nhà hôm nào sang nhà bác ăn cơm nhá. Dạ. Bác về đây. Rõ ràng cô là người đi đằng trước, nhưng bác Xuân lại nói không phải vì sợ tôi sẽ nói với anh Thắng, nên bác cố tình nói dối như vậy để bao che cho cô. Cô đừng có mà nói láo. Tôi nói láo đấy thì sao? Có những việc hỗn láo mà cô làm với bác gái còn hơn sức tưởng tượng của tôi kia kìa. My ơi, My. Lại cái gì nữa hả mẹ? Đưa cho mẹ mấy đồng để mẹ đi chợ. Hôm qua con vừa đưa cho mẹ rồi cơ mà. Hôm qua con cho mẹ đúng 100, nhưng mà con kêu thèm tôm nên mẹ mua hết rồi. Bình thường vợ chồng con ăn 50.000, con thường có đống tiền ra đấy. Bây giờ con đưa thêm cho mẹ bao nhiêu tiền như thế lại còn không đủ nữa. Này mẹ ơi, hay là mẹ thấy nhà con giàu nên là mẹ tiêu hoang đấy? Không, không có, mẹ không tiêu gì hết. Thôi được rồi, mày cầm lấy đi. My ơi, cơm mẹ nấu xong hết rồi, vào ăn đi con. Đây. Này, bà đi theo tôi làm gì? Mẹ đi vào để ăn cơm với con. Ăn cùng tôi á? Đống quần áo kia bà giặt chưa? Mẹ giặt xong xuôi hết cả rồi. Bà để bàn bếp bẩn như thế này á? Không biết dọn đi à? Ở nhà không có việc gì làm thì phải kiếm việc ra mà làm chứ. Khi nào làm xong việc thì ăn, mà đợi tôi ăn xong thì mới được ăn đấy. My ơi, mẹ dọn dẹp xong hết rồi. Mẹ còn mang cả đống chăn màn lên tận sân thượng phơi đấy. Bây giờ con cho mẹ ăn được chưa? Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, mẹ đói quá. Khiếp, mới làm có một tí việc mà cái ôm dùm với cả nhà lên. Không làm mà đòi có ăn à? Kìa kìa, cơm tôi để phần cho bà đấy. Ăn đi, không lại mang tiếng tôi bỏ đói. My ơi, cái này là từ hôm qua, đồ ôi thiu này làm sao mẹ ăn được?
lại cái gì nữa? Thêu cái gì mà thêu? Đấy, thơm ngon như thế còn kêu thêu. Này, bà đừng có mà đổi oan cho tôi. Không người ngoài người ta nghe vào ấy, người ta nói tôi không ra cái gì. Còn nếu bà không ăn ấy thì đổ đi. Cứ mình đừng có ăn ạ. Bà làm gì ở đây đấy? Này, tin bó gì đấy ạ? Lòng cửa. Tại sao cô làm như thế với mẹ tôi? Trong khi mẹ tôi đối xử với cô rất tốt. Anh ơi, thật sự là em không có làm. Anh phải tin em. Cô vẫn còn chối cãi à? Tất cả là tại bà. Nếu như bà không lên đây thì mọi chuyện nó không như này. Đúng, đúng là tôi làm như thế đấy. Tôi bỏ đói bà ta đấy, bắt bà ta làm việc nhà đấy. Bởi vì tôi không thích bà ta, tôi không thích sống chung với một người vừa quê mùa vơi á. Cô dám nói như thế với mẹ tôi à? Mẹ xin con. Tôi đưa mẹ tôi lên đây là để phụng dưỡng, chứ không phải để làm oxy cho cô. Tôi cũng nói luôn cho anh biết nhá, tôi không hề thích mẹ anh nên là tôi mới làm như thế đấy. Ôi, tất cả là tại bà già quê mùa này. Thắng, con đừng nặng lời với vợ con nữa. Lỗi là tại mẹ. Lẽ ra mẹ không nên lên trên này. Để mẹ về quê sống là được rồi. Mẹ à, mẹ ơi. Bà Xuân. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Tôi sẽ làm đơn ly dị với cô. Anh dám à? Anh nghĩ cho kỹ xem. Tất cả những gì ở nhà này đều là do gia đình tôi giúp đỡ anh. Mẹ anh chả làm cái gì cả. Cô tỉnh ngộ đi. Tôi khuyên thật cô nhé Mi. Cô xem lại cái cách sống của cô đi. Xem cô xứng đáng để Thắng quay lại với cô không. Hơn nữa, cái cách cư xử của cô với cả người đẻ ra chồng cô ấy không xứng đáng. Cũng không có một người đàn ông nào muốn ở cạnh cô cả đời đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng đi có được không ạ? Thôi, để mẹ về quê. Ở quê còn có nhà cửa, có ruộng vườn nữa. Mẹ không sao đâu, con về đi. Con không cho mẹ về đâu. Nếu như mẹ về quê, con sẽ về quê cùng mẹ. Về là về thế nào? Ở đây con còn có công việc này, còn có cả vợ con nữa. Về quê với mẹ làm sao được? Con không thể nào sống chung với mình được nữa. Con sẽ làm đơn ly dị với cô ta. Vợ chồng sống với nhau không thể bảo bỏ là bỏ được. Ai cũng có nỗi niềm riêng. Vợ chồng nào rồi cũng có những cái lúc cãi vã. Nhưng quan trọng là phải thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Mẹ không thể sống với con hết cả cuộc đời được. Nhưng còn vợ con, nó sẽ sống với con hết cả cuộc đời này. Nghe lời mẹ, về làm hòa với vợ đi con. Không được đâu mẹ ơi. Con hiểu tính mi như thế nào mà. Con cũng chỉ có một mình mẹ thôi. Từ bé đến giờ mẹ luôn chăm sóc và nuôi dưỡng con. Bây giờ con xin mẹ đấy, hãy cho con cơ hội được phụng dưỡng mẹ được không ạ? Anh Thắng nói đúng rồi đấy bác ạ. Bác hãy cho anh Thắng một cơ hội để sửa sai cũng như là có thể báo hiếu cho bác. Bác nhé. Này, mà bây giờ em gái phải mang cơm cho á. Rồi, chờ em một tí nhá. Sếp, em gửi sếp tài liệu ạ. Ờ, cô để đấy đi. Ơ, hình như áo anh còn nếp gấp này. Mời. Không biết là tối nay sếp có lịch hẹn gì chưa? Tối nay tôi có hẹn rồi. Xin lỗi cô đi nhé. Anh Thắng ơi, em mang cơm đến cho anh rồi này. May quá, Abi đây rồi. Anh đang đói gần chết rồi đây này. Sếp ơi, em xin phép ra ngoài ạ. Sếp ơi, em xin phép ra ngoài ạ.
Cái gì nữa? Này, công ty của anh bây giờ tuyển cả nhện nhện à? Hả? Em nói linh tinh cái gì đấy? Cái kìa, nếu như em chỉ cần chậm chậm một tí nữa thì có khi anh trai của em đã bị ăn thịt mất rồi. Ừ đấy, hú hồn. May mà có em đến kịp không thì anh không biết như nào rồi. Thôi, nghiêm túc đi. Anh không định yêu đương rồi kết hôn à? Anh già, anh sắp ế đến nơi rồi đấy. Ok. Có khi nào mà em lấy chồng trước anh, rồi đến lúc đấy con em cũng sẽ đi lấy chồng hoặc lấy vợ không? Mà đến lúc đấy anh vẫn ở một mình. Thôi, anh xin. Anh còn biết bao nhiêu là công việc, cưới xin gì tầm này. Cô thư ký vừa nãy em thấy cũng xinh đẹp mà. Anh không dám đâu. Thôi, kệ anh đấy. Tóm lại là đừng để cho bố mẹ đợi chờ mỏi mòn là được. Em mang cơm đến cho anh rồi đi có việc luôn đây. À mà, ngày mai em đi công tác đấy. Anh ở nhà tự lo liệu nhá. Anh biết rồi, không biết là em gái hay là mẹ anh nữa. Bye bye. Bye bye. Anh Thắng. Sao? Có chuyện gì nói em nghe xem nào. Chuyện là thế này. Thật á? Thế là thư ký của anh có bầu với anh á? Bé bé cái mồm thôi. Anh còn đã nấu hết cả ruột đây này. Anh cũng không nhớ hôm đó như thế nào. Nhưng mà anh đi dự tiệc với công ty về, anh say quá. Rồi sau đó thì... Thế bây giờ anh tính như thế nào đây? Còn sao nữa, anh phải chịu trách nhiệm với My thôi. Anh cứ bình tĩnh đi. Phải xác minh rõ ràng. Đến lúc đó thì mới tính đến chuyện có trách nhiệm hay không chứ. Chào anh chị ạ. Cô, sao cô lại đến đây? Là anh đưa chìa khóa cho My đến đây đấy. Thực sự thì em cũng không muốn làm phiền hai anh chị đâu ạ. Nhưng mà bây giờ em đang mang thai, lại có mỗi một mình nên... Tôi không đồng ý. Chị ơi, em biết là chị không thích em, nhưng mà thực sự là em đang mang thai con của anh Thắng. Bây giờ... Thôi, thời gian này cứ để My ở đây đi. My nói đúng, anh phải chịu trách nhiệm với My thôi. Thôi được rồi, cô lên phòng ở với tôi. Dù sao thì là phụ nữ với nhau thì cũng sẽ tiện hơn. Dạ vâng ạ. Em lên phòng đi. Bây giờ cô bày bừa linh tinh như thế này, ai dọn được đây? Thì cô dọn đi. Cô nói cái gì? Tôi nói là cô dọn đi. Nhân đây tôi nói luôn nhé, tôi đang mang thai con của anh Thắng. Cô cứ liệu hồn đấy. Không ý, mai sau tôi đuổi cô ra khỏi nhà đấy. Nhớ. Hay lắm. Để tôi chống mắt lên xem cô làm được những gì. Abi, em làm cái gì thế à? Thầy ơi, em có sao không? Em đau bụng quá. Tại em mang bầu nên là em hơi bị loạng choạng, có làm rơi vãi đồ ăn ra bàn. Thế là chị ấy mắng em rồi tát em. Tôi không có làm, cô đừng có nói hàng hồ. Thầy ơi, em đau bụng quá. Anh đưa em vào trong kia nghỉ nhá. Abi này, hôm trước em mang thai
có chút hơi nóng tính, không suy nghĩ. Có gì chị bỏ qua cho em nhé, em xin lỗi. Cậu cố tình có đúng không? Đúng, tôi cố tình đấy. Chỉ có non là xanh lắm. Cô tự tin quá rồi đấy. Tất nhiên là tôi tự tin rồi. Chả làm gì không đâu. My, có chuyện gì vậy? Chị Nam ơi, em đau bụng. Em biết là chị Nam không thích em, nhưng mà em không nghĩ là chị Nam có thể ác như thế. Chị ta đánh em cho đẩy em ngã xuống. Em ngồi lại đây. Anh Thắng ơi, không phải như những gì cô ta nói đâu. Anh phải tin em. Mày có còn là con người nữa không? Đây là cháu của mày đấy. Chả nhẽ tôi tự tay tôi hạ chết cổ của tôi à? Thầy ơi, đau bụng quá. Thầy ơi, cứu em. Cứu con của chúng ta á. Để anh đưa đi bệnh viện. Con nào? Giờ tôi mới biết cô có con đấy. Thôi, diễn thế đủ rồi, rất tròn vai rồi. Này, cô đừng có mà nói linh tinh nhá. Cô hại chết con tôi. Bây giờ cô ở đây cô nói linh tinh như gì đấy? Cô có cần tôi bảo với anh Thắng là cô đang bắt nạt tôi không? Cô làm gì có thai? Nói bé thôi, không anh Thắng nghe thấy đấy. Vẫn còn cố cãi được thì giỏng cái tai là mà nghe. Tôi sẽ nói từng chi tiết một để cô hết đường chối cãi. Xếp tài liệu ạ. Ừ, cô để đấy đi. Hình như áo anh còn nếp gấp này. Tôi biết việc cô thích anh Thắng, không ngừng tiếp cận anh ấy, nhưng mà không có kết quả. Cô đã lập ra một kế hoạch kỳ công để úp sọt anh ấy. Chị ơi, em biết là chị cũng thích em, nhưng mà thực sự là em đang mang thai con của anh Thắng. Thôi, thời gian này cứ để My ở đây đi. My nói đúng, anh phải chịu trách nhiệm với My thôi. Kế hoạch của cô cũng hoàn hảo đấy. Giả vờ có thai với một người đàn ông như anh Thắng thì chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Tôi thì khác, ngay từ đầu khi cô đến nhà tôi đã để ý cô rồi. Người mang bầu lại đi giày cao gót cũng như sơn móng tay. Tôi đã nảy sinh nghi ngờ, đề xuất cho cô ở cùng phòng với tôi để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi phát hiện trong điện thoại của cô có lịch sử tìm kiếm cách giả vờ mang thai. Thậm chí cô còn chuẩn bị và đặt hàng sẵn chiếc bụng bầu giả để dễ dàng qua mặt anh trai tôi. Phụ nữ có thai thì không thể nào có kinh nguyệt được. Vậy mà tình cờ lần trước tôi nhìn thấy chiếc băng vệ sinh rơi ra từ trong túi sách của cô. Sau đó đến tháng bụng bầu to, đồng thời với sự có mặt của tôi khiến cô cảm thấy không dễ đối phó, nên cô quyết định chơi lớn giả vờ sảy thai rồi đổ hết tội lỗi cho tôi. Vậy là vừa giải quyết được xong vụ cái thai, vừa giải quyết được đứa em chồng đáng ghét là tôi. Mày còn là con người nữa không? Đây là cháu của mày đấy. Cô chuyện gì? Này, em chuẩn bị xong chưa đấy? Rồi, ra đây. Cô còn cẩn thận chi tiết sắp xếp cả bên phía bệnh viện, nhưng rất tiếc là tôi cũng tìm ra mất rồi. Mà chuẩn bị cho kỹ rồi, em thấy nó nghi ngờ rồi đấy. Mày cứ lo cái việc mày đi, giả vờ sẽ tha cho tốt à? Xong rồi đến viện của ta biết chưa? Biết rồi. Sao? Tôi kể chi tiết như thế, không sai một tí nào đúng không? Lại còn phải make up trông như người ốm thế kia. Chắc là vất vả cho cô lắm nhỉ? Tròn vai rồi đấy. Cô tôi đi, cô đừng có mà đây em nói linh tinh linh tinh nữa. Bây giờ anh Thắng chỉ có tin tôi thôi. Tôi sẽ bảo anh ấy đuổi cô ra khỏi nhà. Thế á? Thế để tôi gọi hộ nhá. Anh Thắng ơi, anh vào đi.